Bây giờ thầy trò mình sẽ đi tiếp phần tiếp theo con nha. Sau khi mình vẽ tường rồi xong á, hôm nay thầy có up lên YouTube cho con rồi đúng không? Để giấu cái sàn để mình thấy được cái bản vẽ đó mà. Chỉ còn trong bài này chỉ có cái kệ với cái gì, cái tủ đúng không? Kệ với cái bồn ghế gì đó, không? Ok không? Thì bây giờ thì vào menu import, profile và import. Thì con khi nào con chọn mẹt thì là con chọn import. Import là khi con đưa những cái bài mà nó khác họ vô AutoCAD là import rồi đó. Giống như mình ở hàng khác thì mình mới nhập đúng không? Còn cùng họ cho nó bài này mắc là mình mẹt. Thì trong bài người ta cho mình là cho mình cái thư viện thì mình mẹt vô thôi. Mình mẹt chứ không phải import đúng không? Đấy, đơn giản, dễ hiểu thế. Thì tại cái desktop nè, thầy lấy cái thư mục phối cảnh của thầy trò mình nè, thầy mới bỏ vô cho con một cái gọi là thư viện đúng không? Đây đấy, thì tích sơ cái gì đây đó. Lem là cái quạt ở bên trước cái đi ha, lem là cái đèn chứ ha, nó tác giả xài V-Ray ha, vô đây mình thầy chưa cài nó báo lỗi thư bên vô từ ha. Thì trong trường hợp này là con chọn cái gì để đưa vô và cái gì không đưa vô, thì nó thật là trong lấy thư viện về mình có biết cái nào chọn cái nào không chọn luôn, cho nên mình quất hết đúng không con, quất hết là chọn on nè, là mình ok đó. Thì nó vô rồi đó, nhưng mà không biết, có thiệt là không biết nằm đâu tại đúng không. Đấy, thì giờ vậy ha, mình nắm anh chéo tới đây coi đèn á, nó vô rồi đó. Mình những chữ dép cái đi cho nó zoom lại cái khu đó ha. Zoom lại khu đó đặt để đúng chỗ ha. Ha. Người ta dễ mình có đặt khác cũng được, nhưng mà thế này trong cái bài này nên đặt đúng chỗ đó, hay ta đúng luôn trời, hay trời đúng mà đèn thư viện có khác đúng không. Rồi tiếp nhận hàng tiếp con ha. Vậy đi đỡ con kéo thì con nên kéo này là đi lại chỗ này đi, còn khách là lực phải nè ha. Con cho zero hết nó, zero hết dài đó, nó dài lên cái chỗ mà chuẩn này là đúng không. Rồi thôi, nhưng mà thôi mình chẳng cần cái này ha. Nói gì trời, nói gì vậy, cái gì vậy? Lại đó thì mình chọn sót hay không ha, anh đuôi đi ha. Hôm nay đúng rồi, mình kéo đã nó chứ không hết, có chuyện gì á ha, chạy cứ để vậy ha. Rồi kéo đặng cũng yên thân ha, chạy lum la ha. Cái đó lưu cho vui mà mình tiếp tục mạt những cái phần tiếp theo ha. Thì theo thầy ở đây mình chơi cái table đi, đúng không? Table mình từ từ á, làm từ từ thôi đúng không, mình sắp xếp từ từ ta đi chứ giờ biết bỏ nó lại đi. Mặt thì cồ luôn ghê chứ trời, okay. Auto rename tự động đổi tên đi con ha. Auto rename tức là cũng mấy mình đổi từ nhưng mà chỉ đổi nó chỉ auto nó luôn ha. Tự động làm đó ha. À, thì thường nó là nằm ở kia kìa đúng không. Xa lắm, anh đi xa lắm ha. Ok, cái gì vậy, cái này là cái gì tụi con? À, trong cái bối cảnh này cái này chính là cái này phải không, phải không, phải không? Như cái này là cái bàn ở giữa, thầy thấy như vậy đúng không? Rồi đúng không? Thầy mới lên mặt top, à, kéo cho chắc cú rồi. Chóc luôn trời. Bài này là tác giả có chuẩn bị thư viện ha. Bài này ta làm theo trường á. Trường mới cho cái bài đó con thì làm theo cho nó vui á. Thì ta sale đặt phần 2 đi ha. Nó còn mấy thứ đưa vô. Trong phần ảnh đặt là nửa phần 1, nửa phần 2 đúng không? Từ ánh sáng âm thanh nào đưa vô ha. Ánh sáng là với âm thanh đưa đây chị. Rồi ok, tụi con tương tự là thầy trò mình sẽ vào file import. Ha ha. Từ từ chứ, file nè đúng không? Mẹt đúng không? Mẹt cái table vô rồi ha. Bây giờ tới cái gì ta? Lem rồi đúng không? Book sale cái kệ gì đó ha. Từ 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 ha. À, làm tới luôn chút thiếu luôn là auto rename cho con, cho tự động đổi tên mình khỏi phải làm đúng không?
tên chi rảnh quá làm tên xa ha, làm nước thần rút lại ha, rút theo thầy thì rút lại đi để kéo rớt mình là bookstore rồi kệ đúng không? Rồi thì theo bản vẽ cái kệ này đang qua phố cảnh coi kìa. Okay. Nè theo cái vẽ thì nó nằm đó đúng không? Kéo luôn, kéo sao hay giờ kéo cái bóc rồi hay thì giỏi. Ok, hôm nãy mình rút rồi đỡ con, nếu mà không rút cái rớt ra kéo vui lắm á, kéo tới chiều luôn á con, mình không rút kéo tới chiều luôn thì con lưu ý nè. Một tớp nhìn coi nó làm sao rồi, một tớp chắc hú á, rảnh mà kéo ra bài này mà kéo ha, clip bài này đặt tên là bài kéo tới kéo luôn ha. Đây, thấy rồi vui, vui ha, tương đối ha. Đấy, tương đối, ánh sáng chất lượng rồi mình tính sao ha. Hay á, lý á, xem lại internet ha, là phần 2. Tuy nhiên vẫn còn đúng không, tiếp tục đưa vô ha, file, import. Từ từ vô, từ từ, ế lên đến nhầm, mẹt chứ import cái gì, đúng không, mẹt chứ, mẹt đó là những cái mà nó cùng họ, đúng không. Bây giờ tới che đúng không, che. Ghế chèn kỹ hay cái gì chồng tất cả luôn, không con biết bỏ ai lại đâu đó, ok luôn, nhớ auto rename quốc hết luôn, apply to all luôn, double check luôn, tại nó bị tên trùng á, nó báo vậy. Trường hợp là con quay mà nó bị khựng khựng như nè, con bình tĩnh ra lan chuột nhỏ lại nắm ông cô nội kia kéo lại luôn, tại hai chỗ xa quá, mà nó w cho nhỏ là thành nó w cho bự lên. Trời ơi, nó sắp xếp nổi một cái hướng để đúng luôn. Trời ơi. Đó, cũng con để đúng hướng, thầy bó tay luôn ha. Của trường con ha, không phải của thầy. À, quá, cũng quá con ha. Cái dưới đất, cái sàn, nệm, cái gì không biết ha, đi bọt tiếp ha. Ai? Mẹt nghe con nhớ ha, tại nó cùng họ, mẹt. Lên mới thêm bom che bookstore hai cái này, cái một trước đi, cái rèm ha, tiếng Anh cái đó là cái rèm nhưng mà không biết trong đó rèm gì ha, anh xui hay rèm gì đâu rồi anh đi sơ quá rèm đúng không, à lúc đây chắc cú đi ha, ok mua nó vô tới đây là mình những chữ Z cho nó zoom bự lên nè con ha. Nãy rèm một của con, nãy cái rèm một rồi một đặt đâu đây. Vậy là cửa mình đóng lại hết đi con ha. Cửa mình modify đóng lại con, chứ gì để chơi cái rèm vô là căng lắm đúng không. Cửa mình đóng lại thì cái chỗ open nè, mình cho zero hết nè con. Andy Sawa, Andy Sawa. Này, đóng cửa là vui lắm à, nhà đóng cửa là vui lắm á. Rồi ha, kéo vô hiểu rồi không ha, ha thở mà theo kéo vô cẩn thận thành nó đứng điêu qua mặt này nè ha, à thành nó đứng điêu là cũng to cũng nhỏ cái mặt vậy đó, chẳng biết là nó bay bắt đầu từ đâu rồi. Rồi lên coi lại đúng chưa, thấy đúng rồi con ạ, em này chơi từ mấy trên xuống tới phía dưới luôn, nhà này dễ. Ok ha. Rồi rồi mình còn cái nữa thôi, không biết đọc không à, ai mẹt con à, mẹt cái số 2 chẳng biết là cái gì thì nó thật là chưa giờ làm bài này của trường nó thật là nó bình thường mà upload rồi mà thấy bài này cũng hay chứ. À, bây giờ nằm đâu rồi, đi xem quá đi đâu rồi, đi xem quá thì mình lên mặt top mình kéo nó có vẻ dễ, tâm nó nằm ở này à, đúng rồi không nhìn đúng xem bây giờ ô cái này là mặt này coi nguy hiểm quá,
em gối cửa này ghê à, cho trong trong ghê à, nó đúng rồi đó, nhưng mà tôi không thấy là mình phải điều chỉnh à. Nhà mình này ít chút lên là hai mét bảy, nhưng mà cái kèm nó bị cao scale lại bắt nó tới nãy cái nào cũng đúng vô đúng này đúng không, cao thì mình scale lại chứ sao vậy, khi tới chất liệu mình tính thôi, còn nó trong nó mỏng như vậy đó. Cả model kiểu gì mình đó, scale lại chơi. À, bây giờ mình đừng đứng mặt đó, cái này thấy rõ không? Giờ scale lên cái một chục thôi. Trời, nó không thèm kêu lên sao. Mình chơi là cái này nó sẽ scale đều, chỗ này. Này thì nó bị giãn rồi đúng không? Mình giãn vô, giãn ra, giãn vô, giãn tới sáng rồi đúng không? Rồi, coi lại cái này. Ok. Ok con. Kéo qua đây đúng không? Kéo sao mà nó ra ngoài vậy, nó vô lý đúng không? Anh ra cửa vô lý, cái vô trong xíu đúng không? Trong thì trên nó bị vậy, nát cho cái mạng. Để vô trong về những người na chọn hết nút của nó ra thì tự scale lên không, ai chọn cái công cụ scale thì tự scale lại đúng không, tức là mình tế nhị không dám can thiệp, nhưng mà đôi khi khúc về để chơi mình luôn đúng không, mà cái màn không thấy là nó nằm mà cán vô cửa là không đúng, mà ra ngoài cửa thì nó hở, hở cho sao đúng không, miễn nó về là được rồi đúng không, chúng áp chất liệu vô thì tính ra thì mới không biết được như thế nào đúng không. Rồi ok, nhìn tổng quát là mình đã đưa hết mọi thứ vô, có cái tấm khảm này không có ta, nãy giờ mình còn thiếu gì không, như con im bọt nè, mẹt nè, đứa cho hỏi ở trong đây có tấm thảm hai này vô rồi nè, em vô rồi, thay bộ rồi nè, che chưa đúng không, open chọn tất cả ok, auto rename hết, auto rename tới tự động nó làm cái thầy thì mình giúp đỡ thế vô cái gì thì nó bự lên, giết tự động nó to bự lên rồi, đưa hàng vô. Ủa đưa rồi, này có rồi con à, rồi ha, thầy xin lỗi à, là hết rồi đúng không con, thư viện có gì mình hết rồi, giờ muốn thêm nó lấy đầu ra, còn ở đây là tấm thảm thì nó không có, chứ mình tự vẽ rồi đúng không, tự vẽ rồi đó, nó dùng cái gì chẳng biết, mấy thì mình dùng một cái plan mình vẽ thôi, muốn áp gì đâu để rồi xong, khi mà cơ bản đã xong đúng không con, thì à, sau khi làm tới đây, sau khi làm tới đây tôi còn làm được những gì hết đó, thì thầy mới tiến hành là chọn anh hai toàn bộ lên, anh hai được quý rồi đó, anh nó sẽ hiện hết lên, và thầy chỉ giấu duy nhất vào một cái trần thôi, hai dấu từ đó, thì mình đã bố trí theo yêu cầu của tác giả xong cái này. Cái này là cái gì con? Nè, sao nó có cái này? Hả? À, cái bảng hả con? Trong cái này có cái bảng để ngồi đi viết đây hả? Ok, vậy đúng không? Rồi, đi chung mà không? Chung nhóm. Ok, vậy ha. Rồi, con làm tới đây là con được một cột điểm nha. Đưa đồ vô là một cột điểm đúng không? Rồi, dùng tới... Tại vì đây ha.
thì đắp ba bài này mắc nha, đúng không? Tên bài là phần phần 2 đúng không? Xe lại. Giờ thầy sẽ tiến hành cài vira nha con. Rồi thầy xe cái cửa sổ cái này. Đúng không? Thầy xe cửa sổ ha. Thì window ha. Thì nói thật là máy thì chưa cài bài mắc. Ha con. Cái vira ha, không thấy rồi. Thì thầy qua bên cái phối cảnh của con thì mới thấy vira rồi. Cái đứa cho thầy hỏi thăm là có thấy cửa sổ thì xe không con? Tức là con có thấy cái cửa sổ mà phối cảnh đó này không? Có thấy cái cục vira để mình hiểu, thấy không con? Thấy không? Có thấy cục vira không? Thấy thầy lít phải chuột lên cục vira không? Thấy không con? Trả lời giùm á. Có hả? À có, à, để thầy sợ tôi làm là tôi con không có hiểu. Ok, cảm ơn đứa. Nhiều cái môn thầy dạy xong hồi nó nói là ủa nãy giờ em có thấy gì là bỏ sông bỏ biển hết trơn rồi rồi xả ra đúng không con? Thì cái của thầy á nó thiệt là nó là 2015 thì đa số là tôi thấy của con là 18, 19 gì nhiều đúng không? Thì của con cứ tự động sợt cái V-Ray đó giùm thầy ha, con lên YouTube gõ là V-Ray for body mask hãy vô 2019 thì con lấy đúng bản 19 thì nó có cái link down về thì con chỉ có down cài giùm thầy ha. Của thầy là 15 thì thầy không có hết toàn bộ nguyên bản. Nếu nay mai thì lục lạo nếu có hết đủ thì chép cho con ha, còn không có thì con tự tìm ha. Đó, thì con giúp thầy phần đó nha. Rồi thì cài cái 15 trước ha, thì mười mấy đi nữa thì nó có nguyên tắc gần giống nhau. Gần thôi chứ không giống 100% đâu ha. Thì con thấy là đầu tiên là mình mở lên how to install coi thử cái. Đúng không? Nói gì đó không biết ha. Rồi. Đó, ok, nó nói gì kệ nó ha. Chứ cần thì mình đọc nhưng mà về cái quy tắc install nó là đầu chạy thông tin này nè. Ha. Đúc lít là run mà digital là chắc cú nhất. Nhưng mà máy thầy thì nên là tắt cái virus đi. Ha, thầy mở cái virus nè. Cái chỗ mà virus nè, thầy thanh off. Thanh off đi, chỗ virus nè. Để mà nó thấy là nó lụm liền, nó khoái mấy cái này lắm. Lụm mà ác vậy đó, đúng không con? Rồi ok. Rồi. Ha, virus. Evotation thì thân ớt rồi ra cảm ơn thân ớt cảm ơn khỏi báo ha. Chạy nè đúng không rút nó phái này đó mà thấy là nó lụm mà. Nhưng mà trước khi cài nhớ là bước 1 tắt 3D mắt nhớ nha con, tắt ha mở không được nó không vô nha đúng không con, nó phải đang tắt thì cài nó mới vô nhớ, còn nó quy tắc cài gì cũng vậy, cài plug in trong Photoshop như vậy đúng không, nhớ cài là phải tắt rồi nó nói gì thì cứ mỗi đồng ý thôi đâu có sợ đúng không. Này không đồng ý, này đồng ý, dĩ nhiên là mình chọn đồng ý. Rồi, thầy. Rồi, ok, cái máy mình là máy chạm, gọi là workstation, đúng không? Đúng không? Thì mình cứ để bình thường đi ha. Đúng không? Rồi, install thôi. Đừng can thiệp gì hết, install vô thôi, đúng không? Thì VRA của thầy là 3.0, không biết là như thế nào, nhưng mà cứ cài thôi. Cái này nó cũng phá win dữ lắm nha con. Thầy nhớ là lúc xưa thầy xài này nhiều lắm. Rồi cài tới, cài lui nó thiệt là như khi cài win lại luôn, nó phá dữ lắm. Ở đây tới đây nó hỏi là mở cái Redmi không mở, mở cái gì không mở luôn, visit cái trang support hỏi luôn, phải tắt hết luôn, nó phải phí nịt luôn, xong. Thì cài xong nhiều quy tắc là con phải copy những cái rắc này nè vô trong cái thư mục, đúng không? Nhưng mà tùy theo phiên bản, thầy đọc thử cái phiên bản này copy vô đâu. Có thì có thư mục là vô trao group này đó, đại đa số vô trao group này, vô V-Ray này, đúng không? Cái này copy vô đó còn ha. Đó. Rồi thì làm giống yêu cầu đó, có thư mục này, có cái body mask là vô chỗ khác ha. Thường là vô đây nè, thầy đứng C. À, thầy mở cái ổ C ra ha, vô rồi file, trao group gì nè đúng không? V-Ray đúng không? Rồi qua đây mắt, đúng không? Bắt vô. Đúng chưa? À, nó đáo vậy là đúng ha. Continue. À, chưa đúng lắm, à, chưa đúng lắm là đọc cái hướng dẫn lại. Đó là copy vô trao group đúng rồi, V-Ray đúng rồi. RT, V-Ray, RT, Vada Max, pin thư mục pin mới đúng, đây không đúng không? Sai rồi đó. Vô thư mục pin mới đúng, đúng không? À, pin nào? Không. Đọc cái một phương là cái hướng dẫn nó thấy cái cú nha, nếu chờ một phút đau lắm, thế không phải là bất cảnh.
đúng không? À, nãy mình đi mình không đọc không con, nguy hiểm, nguy hiểm. À, đọc kia cái thư mục mà thư mục châu rút về đây, đúng rồi hả? RT for body mắt quân sâm bóng bích có thư mục đó không? Pin vô pin đúng không? Thì thấy là trong OC nè, file nè, trao group nè, đúng nè, về đây đúng nè, RT nè, cái này mới đúng nè, đó pin đó, cái này mới đúng là định về đó, đó, cái này ra cái này mới đúng là con ha. Thứ ba là destination already nhanh cho tụi mày con rồi đây là ta continue luôn cho thầy nha, xong em mới đúng đó, ha, là xong rồi đó. Thì lúc này mình có quyền đóng tất cả lại và mở body mask lên. Rồi vậy thì ra đây thầy share tiếp cái window body mask nha, nhưng mà chưa mở cái gì share đúng không? Bây giờ thầy mở body mask lên, rồi nó lên rồi thầy mới share đúng không? Rồi bây giờ thì qua đây thì share cái body mask ha. Nó chờ chút đúng không? Thì thầy đang quay clip mà lo đi. Còn tụi con xài phiên bản khác thì chưa có download giúp thầy không có hết phiên bản. Trước đây thầy nói thiệt con lại có hết luôn á. Evolution nó có mấy chục ngàn cái model thì có hết luôn á. Nhưng mà nhờ bị mấy cú sốc về 3D thì bỏ, thì định không không dùng tới nó nữa. À, thì nói chung là có một cú sốc hôm nào kể cho tụi con nghe, nhưng mà định không dùng nữa nữa, bỏ hết luôn ha. Nói chung buồn chán 3D mắt với Maya là đó là cái món ruột của thầy. Do buồn chán gì đó sốc quá cho nên là không có định xài nữa ha. Nhưng bây giờ thì xài lại đúng không? Cho nên là nói thật là mọi thứ đã bị mất hết rồi, chỉ còn lại cái đầu là kiến thức này thôi đúng không? Chứ không là thầy cho con này nó thì con xách cái ổ cứng tới chép không hết, chứ định nói mà ba cái file này nghĩa lý gì đâu ha, đúng không? Rồi đó là nói thật ha. Rồi bây giờ thầy xe cái body mask rồi, mời con coi tiếp nè. À, thầy mở không còn mở file lên thì thầy mới nói với con này, con muốn biết là body mask này có cài vào đây chưa, thì con lít phải chỗ trống là không biết liền, nhìn dưới đây nè đó. Thấy không? Ví dụ đây là nó ha. Bây giờ là chúng ta chưa có nói về cái file kia hết, chúng ta nói gì à, cái V-Ray thử thử nói file đó cũng được, thì con làm như sao mở luôn phần 2 luôn đi ha. Thời gian là mấy phút rồi à, nửa tiếng rồi ha. Cũng căng lắm rồi. Ráng xíu đi ha. Rồi bây giờ nghe nói là nếu không có V-Ray thì mình phải tiến hành là có V-Ray không có gì không? Mình phải tiến hành đặt camera trước, thì khuyên con đặt như sau ha. Có nhiều cách đặt camera đúng không, có nhiều cách đặt camera. Thì nếu muốn đặt tự động thì con nhấn Ctrl C nha, con để nhấn Ctrl C cái đó, thấy một cái camera xuất hiện liền thấy không đó. Nhưng là con có thể đặt một cách khoa học đàng hoàng thì con làm như thế này, ví dụ trong nhà này con phải zoom tới một cái góc nữa à, cái góc đó mà con muốn nhìn đúng không, ở nhà có đồ đạc này muốn nhìn chứ đúng không. Bây giờ nhìn đây thấy có cái này thôi, nhìn đây thì thấy có hai thứ luôn. Nhìn chỗ nào thấy hai thứ, nhìn lên sao nhìn tới thì nó bị khuất cái kệ đúng không, cái kệ sắt đúng không? Vậy chứ cửa nhìn vô đúng. Thầy ơi, à, nói đi con, đứa nào nói gì nói đi con trai yêu. cái phần trình bày của thầy sao không thấy con đang không thấy không thấy màn hình 3D. rồi, cảm ơn con đã lên tiếng giùm ha. Đây có đứa nào nói là không thấy mà à, đó ai nói giùm thầy nữa thầy biết, thì có xe rồi đúng không, biết mới stop rồi đó, xe nè. À, đúng rồi, cảm ơn con nha. Rồi giờ mình sẽ đặt một cái camera, dù là V-Ray không có V-Ray thì biết mình mới đặt. Nên đặt không cái chỗ nào mà thấy rõ đồ đạc nhà nhiều nhất đúng không con, chứ giờ mình đặt ở góc này thấy được cái cửa ngoài kia. Đó, vâng thì nên đặt nhiều camera. Thì giờ đây con đặt như sao nhé. À, phần căn bản thì chắc không có đặt camera, nhưng có lẽ là con đặt không có rành lắm. Phần này thì con đặt sẽ rành hơn. Camera nè, phải chọn cái tặc nhất đúng không? Bắn một cái camera từ mà nhìn lên nó quất từ đây đây nè, quất thường là đặt nằm ngang này nè con đó đúng không, đặt xong thì nó thẳng là chắc không thấy khỉ gì hết đúng không, không thấy khỉ gì đâu. Trừ trường hợp con nhấn chữ C ở mặt bờ ti đi, con nhấn đứng ở mặt nào con nhấn chữ C là nó sẽ hiện camera mặt đó, con không nhớ viết tắt thì vô đây nè hả. À, con muốn làm gì làm, con thì nhấn chữ C cho nhanh nè. Thì bây giờ không dự ý rõ ràng thì mình mới đặt là sao dự ý được, chụp hình mà đúng không, mình thợ chụp hình phải đứng, mình phải lắc qua đứng nhìn lại, mình phải chạy góc này phải chạy đầu kia để mình thấy được cái góc nó vui nhất đúng không. Rồi bây giờ là đúng không, mình đang đứng cái chỗ này nè, nhìn ra cái tấm bức tường này thì dĩ nhiên là con nhìn mặt tốt, dĩ nhiên là mình chỉ thấy được cái rèm đúng không, gì đó thôi. Thì theo thầy là ở đây là chọn cái đầu này ha, nắm kéo gì đây
Thì con sẽ thấy đầy đủ hơn đúng không nè? À, đúng không? Thì thấy được cái rèm, thấy cái đèn đúng không? Vâng. Nhưng mà con thấy ở góc độ này sẽ không thấy được cái gì đó, cái kệ cái sách đúng không? Thì theo thầy chỗ này mình lùi lại một xíu, à, tế nhị mình lùi một xíu đúng không? Tế nhị mình lùi một bước đúng không? Nắm cái đầu này mình kéo, giả sử thấy anh đu lại ha, giả sử con thấy nó nhiều đối tượng quá, con khó nắm quá ha, thì con làm vậy. Thật ra nắm được là đúng không? Nhưng mà thì giả sử con nắm được nha, rối quá thì con select by name, nhấn chữ hờ á, nhấn hờ mấy này nằm trong máu thì nhưng mà có điều bỏ lâu quá lục lục bớt thì con nhấn chữ hờ lên nè đúng không, thì con mới kiếm cái đối tượng đó ha. Kiếm cái đối tượng đó con ha, thì cái đối tượng của mình là camera nè, nó hai cái đầu với cái đuôi, nó con muốn chọn cái đuôi đó thì con ok đó. Đó thì thấy chọn cái bóng không? Nắm kéo. Thì có một cái cách để mà người ta xây sở cho nó dễ thôi. Nó trong một cái bối cảnh mà nó từ lưa nó khó chọn rối lắm đúng không? Đó, mình thấy là trong cái góc độ này thì thấy là thấy được nhiều nhất mà. Rồi chứ tiếp tục ha, chọn cái đuôi này. Đó. Con cảm thấy khó chọn những chữ hờ. Select bên em đúng không? Trong cái camera này, con chọn cái này. Thì cái này là cái chính nè, cái này cái gọi là cái lens đó, cái khẩu độ bên kia nó con này chọn chính đó. Cái chính thì con modify rồi nó dễ ha đúng không, nó thì tùy nó máy này nó thật là cũng cực giật ra đúng không, nó phân giải nổi nó giật giật đúng không, rồi đó thì có thể lấy đây người ta sẽ chỉnh đúng không, ví dụ nó đang 43 nè đúng không, thì chỉnh đến 50 thì con thấy là cái họng của nó co nhỏ, là nó co nhỏ là cái góc nhìn nó bự ra nên nó 45 là chuẩn ban đầu nhớ, thì là 50 80 thì nó như thế nào, nó sẽ nhỏ lại, nó nhỏ lại thì cái chỗ nó nhìn sẽ bự ra nữa, và ngược lại nó là 30 thì cái họng nó le ra, mà nó le ra thì sẽ nhìn thấy nhiều đúng không con, giống vậy đó, mở mắt rộng ra thì nó sẽ nhìn thấy nhiều và là nó sẽ rộng ra đúng không, đó thì tùy theo ý đồ mình đó. Còn ở đây con muốn thầy ơi con muốn nhìn thấp xuống, giống như con ngồi xuống ăn nhìn đó, nhà này con muốn ngồi xuống rồi con nhìn lên thì con sẽ thấy vậy, mà con đứng trên cao nhìn xuống thầy con cao lắm này, con có lùn luôn này thì con sẽ thấy kiểu vậy đúng không, thường là ta để ngang ngang ha, cao cao hơn chút thôi đúng không, đại khái là vậy ha. Còn con nhớ lưu ý cho thầy cách đặt camera, nếu như con lùi camera lại con thấy rộng ra, nếu con lùi ra khỏi bức tường là con hết thấy luôn, tường nó che luôn, con chỉ thấy tường mà, thấy không đúng không, con nhớ là nó tấn công vô trong nhà thì mới thấy được, nhớ vậy, nó cắt ngang tường mà mất liền đó, đó là cái tối kỵ trong đặt camera. Thì những cái đặc điểm đó thì con lưu ý, còn đẹp xấu thì nó thật là ở góc độ nào thì tùy theo mỗi người thôi ha, đây cả là một cái nghệ thuật, cả là cái nghệ thuật ha con ha. Có thể con đặt nhiều camera cho thầy ha, đây là một camera con nhấn ship nha, cứ bi thầy tức là trong ngành xây dựng đó tôi con, mà tôi ta xuất một cái view ra vậy đó, một cái camera xuất ra vậy đó thì một cái đồng tiền sẽ tính khác, còn hai cái ba ra cao ba camera đặt mỗi cái góc nhìn này người ta tính tiền khác nhau đó, chứ không phải là làm miễn phí đâu, cho nên là con cứ làm cho nhiều vô nha. Ví dụ người ta muốn nhìn ở trước mình cho nhìn trước, ta muốn nhìn sau mình cho nhìn sau đúng không, rồi nếu như hát mở cái camera lên và thầy chọn cái camera số 2 của thầy á để thầy chỉnh nó nè, thì hai cái nhìn vô một chỗ đúng không, thì thầy mới kéo nó ở mặt đầu lên đi ha, thầy kéo xuống xíu gì đó những chưa hờ là đúng không, camera số 2 cái tập ghép đâu tư lên cái rồi đó, cái này mới đúng camera này. Kéo sao kéo tủ người ta đi, nhưng con thấy không ảnh hưởng, tại sao vậy, tại vì mình đang ở camera một, con có kéo đằng nhiều con không thấy camera hai nè đó, nãy giờ bây giờ con thấy khác nè đó, thấy khác con máy thầy đó đầu lắc là đúng chưa, những cái hờ lần nữa đi con, hờ lần nữa đi con, cái chọn được cái đồ ra để mình kéo đó, mà để cho mọi người ta thấy nè, là lên xuống đúng không, để mọi người hiểu thôi, cho con đẹp thì thầy không nói là đẹp xấu, tại vì ở góc độ đó chưa chắc là đẹp, phải ý đồ của người ta chưa chắc là đẹp, cũng chưa chắc là sản phẩm người ta muốn nhìn kiểu gì đó tùy, nhớ đừng có để cắt vô cái chỗ này chỗ kia là sao không thấy nha đúng không, còn cao thấp thì con nha, đó thì ai muốn nhìn góc độ nào nhìn đúng không, chúng ta muốn quay lại camera một thì đây vô đây chọn camera một đó thì con nhìn nhiều góc độ đúng không, thì xem lại ha. Thì đây là một cái bài camera thôi đúng chưa con, cũng chưa có tới VA gì hết, nhưng mà thầy phải dừng cái clip bởi vì nó là nửa tiếng rồi, quy tắc là nó